Hiện nay ở thị trường xe đạp chúng ta ấy, khi nhắc tới những mẫu xe côn tay Annabon ở phân khúc 150 đến 155 phân khối thì không thể không nhắc tới hai ông lớn là dòng xe Honda Winner X và Yamaha Exciter. Do đó thông qua video ngày hôm nay mình sẽ đi so sánh cụ thể giữa bốn mẫu xe các bạn nha. Đầu tiên các bạn đang theo dõi trên màn hình là hai phiên bản của dòng xe Honda Winner X 2023 và 2024. Tiếp đến là hai phiên bản của dòng xe Exciter, trong đó Exciter phiên bản 150 của năm 2023 và dòng xe mới ra mắt Exciter 105 trong hệ thống van biến thiên V-Way, đi cùng với đó là hệ thống phanh chống bo cứng ABS hoàn toàn mới của năm 2024. Sau đây, để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn, mình sẽ đi lần lượt từng mẫu xe một, đưa ra mức giá bán cụ thể trong thời điểm cuối tháng 12 và chỉ còn một vài ngày nữa thôi là bước sang tháng 1 của năm 2024 rồi. Mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai phiên bản của dòng xe Honda Winner X. Đây đều là những màu sắc tiêu chuẩn đen bóng, không có ABS của năm 2023 và năm 2024. Như mình đã giới thiệu ở phần đầu video rồi, mình sẽ quay lần lượt từng mẫu xe một để các bạn có thể nhìn ngắm được kỹ hơn. Đầu tiên sẽ là hai phiên bản của dòng xe Honda Winner X trước đã. Về cơ bản thì phiên bản của năm 2023 và năm 2024 là tương tự giống nhau các bạn nha. Các bạn có thể nhìn ở phần đầu xe đây. Nếu như không để ý kỹ thì không biết đâu là phiên bản mới, đâu là phiên bản cũ nữa. Tuy nhiên các bạn để ý một chút ở phần ngang xe, đặc biệt là những cái nội dung được bố trí thêm ấy, sẽ thấy được nét khác biệt. Vẫn trang bị hệ thống đèn pha cốt ở phần phía trước của xe mà di chuyển toàn bộ xuống dưới phần ốp mặt nạ phía trước. Giá đèn Dummy và đèn xi nhan cũng được làm tương tự giống nhau. Đèn xi nhan thì thon gọn từ phiên bản V3 rồi. Đây các bạn có thể nhìn ở góc độ phía bên đây. Những màu sắc bạc ấy, màu xám sẽ được trang bị nhiều hơn trên phiên bản của năm 2024. Đi cùng với đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên phiên bản của năm 2024 các bạn nhìn vào là 1,98 lít trên 100 km. Còn phiên bản mới phiên bản cũ ấy, năm 2023 sẽ là 1,99 lít trên 100 km các bạn nha. Đây cũng là một nội dung để các bạn có thể để ý và biết được đâu là phiên bản cũ, đâu là phiên bản mới. Kèm theo đó nữa ấy, là mâm xe. Mâm xe của phiên bản mới chỉ là 5 chấu kép thôi, nên nó sẽ nhẹ hơn so với mâm xe 6 chấu kép của phiên bản năm 2023. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý hơn cho mình ở nội dung đó. Và hiện tại điều đặc biệt nhất của phiên bản V4 năm 2024 trên dòng xe Honda Winner X ấy, chính là khối động cơ được tinh chỉnh lại, bổ sung thêm. Hiện tại khối động cơ ấy được bổ sung thêm bộ ly hợp chống trượt 2 chiều hoàn toàn mới. Còn khối động cơ của phiên bản 2023 các bạn cũng đã biết rồi. Cơ bản thì hai phiên bản ấy đều cho ra công suất mô men xoắn là tương tự giống nhau, 15,4 mã lực và 13,5 Nm. Tuy nhiên thì những cái nội dung trên phiên bản mới theo như Honda cho biết ấy, có sự tinh chỉnh lại như giảm độ ma sát rồi các nội dung khác nữa. Nói chung là nó sẽ ok hơn, côn số của nó nhẹ nhàng, mượt và êm hơn so với phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Về nội dung review chi tiết của phiên bản mới thì mình đã có những cái video cụ thể trên từng lần lượt mẫu xe rồi. Các bạn có thể tham khảo thêm đầy đủ các màu sắc luôn các bạn nha. Các bạn có thể nhìn rất kỹ trên màn hình cho mình ở các góc độ của cả hai mẫu xe trong thời điểm hiện tại. Với mức giá bán trong lúc này của cả hai mẫu xe thì cũng gần như tương tự giống nhau mà thôi. Phiên bản mới đâu đó có nhỉnh hơn vào khoảng tầm 1 triệu so với phiên bản cũ. Các bạn nhìn cho mình một chút ở phần đuôi xe cũng có nét khác biệt này. Đèn soi biển số phía sau của phiên bản 2024 được làm to hơn so với phiên bản của năm 2023. Còn lại kích thước lốp, giảm sóc, thiết kế dàn nhựa tương tự giống nhau. Đây các bạn có thể theo dõi kỹ hơn này. 5 chấu thôi các bạn nha, 5 chấu thôi. Còn phiên bản cũ nó sẽ là 6 chấu nên nó sẽ nặng hơn. Và trọng lượng của phiên bản mới hiện tại là 122 kg, còn phiên bản năm 2023 là 124 kg các bạn nha. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Hệ thống đèn full LED 100% từ trước đến giờ rồi. Từ hệ thống đèn pha cốt đến đèn xi nhan của xe. Mặt đồng hồ full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn trang bị tương tự, vẫn được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key trên tất cả các phiên bản từ tiêu chuẩn không ABS đến cao cấp và thể thao có cho hệ thống phanh chống bo cứng ABS các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại, mức giá bán của dòng xe Honda Winner X mình sẽ xin phép được báo giá luôn để các bạn có thể tham khảo được kỹ hơn.
Phiên bản của năm 2023, mức giá bán dao động cho khoảng tầm từ 36 triệu 500 cho tới 39 triệu. Tiêu chuẩn sẽ là 36 triệu 500, 38 triệu 500 đến 39 triệu cho phiên bản cao cấp phanh ABS. Còn phiên bản năm 2024, 37 triệu 500 cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình. Còn 39 đến 40 triệu cho phiên bản cao cấp và thể thao phanh ABS của phiên bản mới năm 2024. Đó là giá bán rất là cụ thể để các bạn có thể theo dõi như vậy. Với mẫu xe Honda Wix, các bạn cũng đã biết rồi, khối động cơ nó khác so với dòng xe Exciter DOHC cam đôi 6 số. Nên các bạn nào ấy thường xuyên đi tour đi phượt thì mình khuyên các bạn nha, nên lựa chọn và nên mua tới dòng xe này. Mình đã trải nghiệm thấy rất là ok, càng đi càng đầm, càng đi càng chắc, càng đi càng êm. Đặc biệt giá bán thì quá ok nếu để so sánh với dòng xe Exciter trong thời điểm hiện tại, cực kỳ rẻ luôn. Tiếp đến là dòng xe Exciter với hai phiên bản 150 và 105. Mình cũng đưa ra đây những màu sắc đen, mà đen ở đây là đen nhám các bạn nha. Còn phía bên kia là màu sắc đen bóng. Với hiện tại, mức giá bán của dòng xe Exciter trong thời điểm này thì nó sẽ cao hơn so với mẫu xe Honda Wix khá là nhiều, đặc biệt là phiên bản mới năm 2024 có trang hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Exciter phiên bản 150 trong lúc này với phiên bản màu sắc đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình năm 2023. Với khối động cơ của nó là 150 phân khối, sản sinh ra công suất tương đương giống với dòng xe Honda Winix trong thời điểm hiện hành. Mức giá bán hiện tại vào khoảng tầm từ 43 cho tới 45 triệu. Đó là những màu sắc sơn zin đến từ hãng Honda Yamaha Motor Việt Nam các bạn nha. Còn đối với dòng xe Exciter phiên bản 105 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, mức giá bán hiện tại của nó vẫn không giảm từ lúc thời điểm nó về đại lý đến giờ. Từ 48 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, 51 triệu cho phiên bản cao cấp, phanh ABS như các bạn đang theo dõi là 54 triệu và cao nhất là phiên bản màu xanh GP cũng như Monster Energy, giá sẽ là 55 triệu. Khá là cao luôn, gần như không có một chút gì hạ nhiệt. Đâu đó các bạn đến đại lý nói top 5 giới thiệu ấy, thì cũng sẽ được giảm giá bán của xe đi đôi chút các bạn nha, với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình. Để mà so sánh ấy, thì đi tour đi phượt, hai mẫu xe này nó sẽ có phần thua thiệt so với dòng xe Honda Winix. Bởi hiện tại cả hai mẫu xe đều trang bị khối động cơ SOHC. Dù biết rằng Exciter phiên bản 105 có trang bị đầy đủ hơn, gần như full option rồi, đặc biệt là khối động cơ của nó được làm tốt hơn với hệ thống van biến thiên VV sản sinh ra công suất lên tới 17,9 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 14,4 Nm, cao hơn khá nhiều so với dòng xe Honda Winix. Tuy nhiên thì để mà đi đường dài, trải nghiệm phấn khích thì mình nghĩ Winix nó sẽ hơn hẳn. Nhưng các bạn hoàn toàn vẫn có thể lựa chọn dòng xe Exciter phiên bản 155 các bạn nha. Còn đi đường thành phố thì cả hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, kể cả 150 và 155 đều rất là phù hợp luôn, bởi côn số của nó nhẹ, mượt và êm. Dù biết rằng Honda Wix mới đã côn số, đã mượt, đã nhẹ, đã êm rồi, nhưng không thể bằng được so với dòng xe Exciter phiên bản 150 và 155 ở đây các bạn đang theo dõi. Và đặc biệt hơn nữa, với những ai yêu thích tốc độ thì mình nghĩ lên lựa chọn phiên bản Exciter 155 các bạn nha, bởi công suất mô men xoắn của nó đạt được khá là ok. Đấy là mình có thể chia sẻ hơn với các bạn thông qua video này. Về giá bán thì các bạn cũng đã tham khảo rồi, tùy theo cái điều kiện kinh tế của từng người mà đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho sáng suốt nhất các bạn nha. Mình thì mình thường hay đi xa quãng dài thì mình lựa chọn dòng xe Honda Winix ấy, mình thấy khá là ok và phù hợp. Còn các bạn như nào, các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha. Rồi, các góc này của mình, nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.